các bạn đến với One SK, nơi các bạn có thể tìm thấy các bài tập rèn luyện sức khỏe và cải thiện vóc dáng từ những bộ môn tập luyện hot nhất hiện nay. Tôi là Thảo Trương, huấn luyện viên aerobic. Một trong những trang phục được chị em vô cùng yêu thích, đó chính là những chiếc váy áo 2 dây hở vai vô cùng xinh xắn, đúng không nào? Nhưng chắc hẳn một số bạn vẫn chưa đủ tự tin để diện chúng vì vai to hoặc xô lưng chưa thon gọn. Đừng lo, bài tập sau đây sẽ giúp bạn đập tan nỗi lo đó. Let's go! Chúng ta cùng nhau làm ấn cơ thể nha. Đung đưa theo nhạc. 5, 6, 7, chuyển xoay hông nào. 2, 2, 3, 4, đổi bên. 5, 6, 7, tay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tiếp. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, xoay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, đổi bên nào. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hai tay. Cố gắng khởi động vai thật kỹ nào. 5, 6 và cao nào. Mở rộng tay. 5, 6, chuyển. Giơ tay đều xuống. 5, 6, 7, tiếp tục. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, chuyển cao. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hai tay sau, ép sau nào. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, chuyển hai tay nào, kéo, nhấp, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, chuyển kéo sâu. Động tác này chúng ta cố gắng ép, kéo tay mạnh về đằng sau. Tưởng tượng giống như đang kéo cổ ấy ạ. 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, đổi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, gắn nào. Ép càng sâu càng tốt. 5, 6, 7, 8 và chuyển. Mở ra sâu. Bắt đầu cảm giác hơi mỏi vai rồi đấy ạ. Đừng bỏ cuộc nha, cố lên. Tiếp nào. 5, 6, 7, chuyển ngang nào, kéo. Theo nhịp nhạc nha, càng nhanh càng tốt và mở. Ép sâu. 5, 6, chuyển sâu. Đều thẳng gối, hai tay cố gắng giữ ngang, mở vai. 5, 6,
7, 8 và sau, sau. Nhường hai bên, tay ép sau. Sang nào, hai bên có di chuyển không? 5, 6, 7, 8 di chuyển không, đánh nhẹ sang hai bên. Vai nào, kéo vẫn tiếp tục là mở tay ngang. 5, 6, 7 đổi bên nào. Ê, nào 5, 6 đổi bên. Em vai mày 5, 6, 7 dọc. Cố lên, bắt đầu mỏi vai rồi nhưng đừng bỏ cuộc. Đây, ép xuống sau này. 5, 6, 7 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 8. Để 1, 2, 3, 4. Tay buông góc nào, kéo mạnh sang hai bên. 1, 2. Tay. Turn and whisper in my
nay 6 tháng. Đổi hai.
kéo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4 lên. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 và tiếp tục hạ vai. The future is now. Now, not backing down. 8, 8, 'cause the future 2, is 2, now. 3, 4, down. Yay, các bạn đã hoàn thành bài tập rồi. Và đừng quên truy cập One SK mỗi ngày để cập nhật các bài tập mới nhất và hữu ích nhất dành cho các bạn. Hẹn gặp lại các bạn vào các bài tập tiếp theo của One SK nhé. Tạm biệt.